Kính chào quý khán giả, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình truyền hình thanh niên do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp với tỉnh đoàn Long An thực hiện. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, trong chương trình kỳ này, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian để điểm qua các chuỗi hoạt động trong tháng 8. Sau đây là các thông tin chi tiết. Thưa quý vị, nhằm tạo môi trường điều kiện để trẻ thể hiện tâm tư nguyện vọng, hình thành cho trẻ em ý thức quan tâm đến xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An tổ chức kỳ họp giả định Hội đồng Nhân dân trẻ em năm 2024 với sự tham dự của 60 đại biểu Hội đồng Nhân dân trẻ em đại diện cho gần 103.000 học sinh cấp trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Đến dự có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Giang Sơn. Tại kỳ họp giả định diễn ra theo hình thức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu trẻ em trong vai là đại biểu Hội đồng Nhân dân đã tập trung tham gia trao đổi, bàn luận về những vấn đề đang được trẻ em và toàn xã hội quan tâm như phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Các nội dung này được triển khai lấy ý kiến từ hàng trăm ngàn cử tri trẻ em, giáo viên trong tỉnh thông qua diễn đàn trẻ em ở các cơ sở giáo dục. Đánh giá về kỳ họp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều cho rằng, tuy là kỳ họp giả định, nhưng đây là về những vấn đề hết sức thời sự, cấp thiết đối với công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em. Do đó, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách đặc thù, thiết thực dành cho trẻ em. Từ thành công của kỳ họp giả định Hội đồng Nhân dân trẻ em năm 2024 này, tôi đề nghị các sở ngành, đặc biệt là Thường trực Hội đồng Nhân dân các địa phương, tiếp tục nghiên cứu, sáng kiến, tổ chức thêm nhiều mô hình hoạt động, diễn đàn bổ ích để tạo điều kiện cho trẻ em tham gia thực chất vào hoạt động của bộ máy nhà nước, nhất là vào những lĩnh vực đời sống xã hội mà các em quan tâm ngay từ trong trường, cộng đồng dân cư. Từ đó góp phần đào tạo cho lớp công dân trẻ Việt Nam sẵn sàng đóng góp sức lực trí tuệ từ khi còn nhỏ vì sự phát triển nhanh bền vững, vì mục tiêu xây dựng quê hương Long An phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc và nghĩa tình. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng mong muốn gia đình và nhà trường cần tiếp tục quan tâm đến sức khỏe thể chất, tâm lý của trẻ em, tránh gây áp lực cho trẻ về học tập và cuộc sống, từng bước tạo điều kiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho các em học sinh. Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 10 năm 2024. Đến dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán cùng 300 đội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 232.000 thanh thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh. Giai đoạn 2019-2024, Long An kết nạp hơn 115.000 đội viên mới. Tính đến nay, tổng số đội viên toàn tỉnh là trên 162.000 đội viên và 338 liên đội. Với mục tiêu tất cả vì đàn em thân yêu, công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Long An luôn lấy trẻ em làm nhiệm vụ trọng tâm. 5 năm qua, Hội đồng đội các cấp duy trì triển khai thực hiện chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam bằng hình thức giao lưu gặp gỡ với lãnh đạo địa phương, gương người tốt việc tốt, hỗ trợ 30 căn nhà khăn quàng đỏ cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các em đội viên đạt được trong thời gian qua. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức đoàn, hội đội, phối hợp với gia đình, nhà trường, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo mọi điều kiện và môi trường để các cháu giao lưu, học hỏi, tự rèn luyện để phát triển toàn diện, xứng đáng là chủ nhân tương lai của tỉnh nhà. Tại đại hội, Ban Thường vụ tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cho các đội viên tiêu biểu, đồng thời tặng bằng khen cho 15 giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu. Hội đồng đội tỉnh tặng bằng khen cho 30 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ vì có thành tích tiêu biểu trong công tác đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2019-2024. Bản thân em thì
rất là tự hào khi mà em được nhận danh hiệu là cháu ngoan Bác Hồ. Và trong tương lai thì em cũng hứa và em sẽ cố gắng để em có thể tuân theo lời dạy của Bác Hồ, cũng như là không phụ lòng mong mỏi của nhà trường và gia đình. Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh trao tặng các phần quà đến các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Long An năm 2024. Nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Long An lần thứ 10 năm 2024, sáng nay, đoàn đại biểu tham dự đại hội đã đến tham quan học tập tại khu công viên tượng đài Long An, Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc và Bảo tàng Long An. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đặt vòng hoa dâng hương tại tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan và tìm hiểu phòng trưng bày công viên tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu, khắc họa sinh động truyền thống của quân và dân tỉnh Long An, kiên cường bất khuất trong các cuộc kháng chiến, lập nên nhiều chiến công hiển hách vang dội. Cùng ngày, 300 đội viên, thanh thiếu niên tiêu biểu, cùng đại diện tỉnh đoàn, hội đồng đội các địa phương đã đến tham quan bảo tàng tỉnh Long An. Tại đây, đoàn đã được tìm hiểu về những giá trị cổ vật xưa, hiện vẫn còn được lưu giữ và bảo tồn thông qua những hiện vật. Các phòng trưng bày có ý nghĩa quan trọng về lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đây sẽ là hành trình giúp các em đội viên, thanh thiếu niên trang bị thêm những kiến thức lịch sử cách mạng trên quê hương Long An nói riêng và cả dân tộc nói chung. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức hội nghị lần thứ 11 Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm nghe báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở và thống nhất ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, tại hội nghị, đại biểu đã đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung về công tác nhân sự, trang phục dự đại hội, không gian trưng bày các sản phẩm. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị các hoạt động chào mừng và các không gian sáng tạo tại đại hội phải đảm bảo tính trang trọng, nghiêm túc để ngày hội thành công. Với tinh thần đoàn kết, hội nhập, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến tổ chức trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 9 năm 2024. Dự kiến đại hội lập 4 diễn đàn thảo luận với các chủ đề Thanh niên Long An giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch tỉnh, Thanh niên Long An làm chủ sức mạnh công nghệ, Thanh niên Long An sáng tạo khởi nghiệp lập nghiệp, xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An vững mạnh. Thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 8, Hội đồng đội Nhà thiếu nhi tỉnh Long An tổ chức lễ khai mạc trại hè kỹ năng qua phượng đỏ năm 2024. Trại hè diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 8 năm 2024, với sự tham gia của gần 300 đội viên thiếu niên tiền phong của 15 huyện, thị, thành phố. Tại đây, các em được tham gia nhiều hoạt động như thiết kế mô hình trại, vẽ tranh, liên hoan ẩm thực hè, văn nghệ, đồng diễn semaphore, trải nghiệm thực tế tại khu công viên Biển Đông. Trại hè thiếu nhi là sân chơi bổ ích, giúp các em phát huy tài năng, giao lưu, học hỏi kỹ năng lẫn nhau, nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đội và phong trào thiếu nhi. Dịp này, ban tổ chức còn trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Nằm trong chuỗi chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, ngày 10 tháng 8, tỉnh đoàn Long An phối hợp với Công an thành phố Tân An, đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức chương trình trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành. Tại chương trình, đoàn trao tặng 50 phần quà và 15 chiếc xe đạp với tổng kinh phí 50 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để các em chuẩn bị bước vào năm học mới. Đây là một hoạt động thường xuyên mà Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức trong các sự kiện của tỉnh, đặc biệt là trong cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong năm 2024, thì nhằm giúp cho các em có cái điều kiện để vượt qua khó khăn, thì cũng hỗ trợ một cái phần quà nhỏ để nhằm động viên, khích lệ các em cố gắng học giỏi, chăm ngoan
để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Những phần quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công đoàn Cơ sở, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An tổ chức lễ trao tặng cặp phao cứu sinh cho học sinh trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Góp phần giúp đỡ học sinh trên địa bàn vùng sông nước được yên tâm đến trường nhân dịp đầu năm học mới 2023-2024, đoàn đã tiến hành trao tặng 100 cặp phao cứu sinh cho các em tại trường tiểu học Long Thuận, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa. Cái cặp phao này vừa là phương tiện để đi học mà cũng là một cái công cụ đảm bảo cho các em được an toàn khi qua các bến đò, bến sông. Chương trình này thì năm nay là năm đầu tiên Ban Nhiều Tỉnh Đoàn phối hợp Công đoàn ngành BDV. Và chương trình hứa hẹn sẽ tiếp tục thực hiện. Cũng tại buổi lễ, Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An trao bảng tượng trưng 500 cặp phao cho tỉnh đoàn. Chiếc cặp phao cứu sinh không chỉ là món quà ý nghĩa, kịp thời giúp các em tự tin bước vào năm học mới, mà còn đồng hành cùng các em đến trường an toàn, nhất là khi mùa mưa, nước sông dâng cao. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức khai giảng lớp tập huấn đào tạo kỹ năng thiết kế đồ họa miễn phí cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024. Theo đó, lớp tập huấn đào tạo kỹ năng thiết kế đồ họa miễn phí được tổ chức cho gần 120 học viên là cán bộ chuyên trách khối cơ quan tỉnh đoàn, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị quyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh. Lớp học chia thành 4 đợt diễn ra trong tháng 8 và tháng 9 năm nay. Tham gia khóa học, học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng sáng tạo, thiết kế đồ họa cơ bản, đồng thời làm quen và thực hành trên các phần mềm thiết kế đồ họa phổ biến hiện nay. Chương trình là một cột mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác hỗ trợ thanh niên, nâng cao năng lực nắm bắt cơ hội phát triển trong thời đại số. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 8, tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 738, tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ tổng kết chương trình Học kỳ trong quân đội lần thứ 11 năm 2024. Trong 10 ngày rèn luyện, 70 chiến sĩ nhỏ đã được trải nghiệm rất nhiều hoạt động, chương trình phong phú như giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gấp nội vụ, huấn luyện, điều lệnh đội ngũ, các tư thế vận động trên chiến trường, các kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang bị các phương pháp tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp ứng xử, từ đó góp phần hình thành lối sống tích cực và trưởng thành hơn cho các học viên. Trước khi em tham gia học kỳ trong quân đội thì em không có tính kỷ luật. Sau khi em tham gia thì trong đây người ta rèn luyện cho em được tính kỷ luật, đúng giờ, đúng giấc. Làm chuyện gì cũng phải là nghiêm túc. Sau khi em ở với mấy bạn này em đã học được tính hòa đồng hơn, cởi mở với các bạn, gọi là thân thiện hơn. Dịp này, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học kỳ trong quân đội cho các chiến sĩ nhỏ và bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho 4 chiến sĩ đã có sự nỗ lực cao nhất để hoàn thành chương trình. Thưa quý vị, tại huyện Tân Thạnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024 vào ngày 17 tháng 8. Sự kiện thu hút hơn 150 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, sản xuất kinh doanh giỏi, thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và các diễn giả doanh nghiệp về tham dự. Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024 nhằm tạo một môi trường để đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh quảng bá giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, hỗ trợ kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo các ngành, các cấp, các chuyên gia, các doanh nghiệp với thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục tạo động lực khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh nhà, dẫn dắt các bạn trẻ khởi nghiệp đúng và bền vững. Bản thân thì mình có thấy là cũng tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn. Đấy, cái thứ hai nữa là mình cũng được giao lưu học hỏi nhiều hơn với tất cả các bạn bè khác, các doanh nghiệp khác trên địa bàn địa phương. Thì thông qua ngày hội này, tỉnh đoàn mong rằng các bạn thanh niên sẽ với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám biết
ước mơ, đam mê khởi nghiệp của mình để thành hiện thực. Thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Long An, thời gian qua được sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức đoàn, hội các cấp, nhiều bạn trẻ đã không ngừng vươn lên với ý chí khởi nghiệp, quyết tâm làm giàu trên quê hương của mình. Trong sự kiện ngày hôm nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã ghi nhận và tuyên dương 15 gương doanh nhân trẻ thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Đồng thời, trong giai đoạn 1, các sản phẩm tiêu biểu của thanh niên Long An sẽ được Ban Thường vụ tỉnh đoàn hỗ trợ đăng tải cập nhật 5 sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên trên nền tảng số. Nếu mà đăng tải trên cái ứng dụng 3D của tỉnh đoàn á, thì sẽ gần như là tất cả tỉnh họ sẽ thấy được. Tại vì cái này là công nghệ mới, khi mà khách hàng chỉ cần nhấp vô thôi là sẽ hiển thị luôn là cái quy trình nuôi của mình, giống như cái sản phẩm của mình và những cái nội dung chi tiết. Khách hàng có thể bấm vô đường link và có thể qua ứng dụng bên mình mua luôn. Thì sẽ có thể là giúp tăng doanh số của các đơn vị bán hàng. Sự kiện còn có phiên chợ thanh niên khởi nghiệp và liên hoan các mô hình kinh tế tiêu biểu trong thanh niên, trải nghiệm thực tế ảo tại không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu, tọa đàm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên Long An với chủ đề khởi nghiệp du lịch, cơ hội và thách thức. Ngoài ra, Ban Thường vụ tỉnh đoàn thống nhất ký kết ghi nhớ hỗ trợ sản phẩm của thanh niên, hoàn thiện thủ tục hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Long An vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp với tỉnh đoàn Long An thực hiện. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình thanh niên kỳ sau.